Thì mình đã hoàn thành cái mục là hiển thị các trạng thái của sản phẩm cũng như là define ra được các trạng thái của sản phẩm. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục làm một cái phần nữa là gì? Phần hiển thị cái overlap ảnh nhiều cho cái sản phẩm. Đấy, bởi vì các bạn nhìn thấy này. Các bạn nhìn thấy là cái phần sản phẩm của mình nó có khá là nhiều ảnh. Đấy. Thế là ok, hôm nay mình sẽ sử dụng một cái plugin là Bootstrap File Input. Đấy. Đây là cái mẫu của nó nhưng mà trước mình có tích hợp rồi nên mình sẽ bách luôn cho nó nhanh. Đấy, thì đầu tiên là gì? Đầu tiên là mình sẽ ở cái series tìm phòng trọ của mình thì trước đấy mình có đã có tích hợp rồi nên là ok. Đây mình sẽ make nó sang thôi. Đầu tiên thì các bạn vào cái view product nhé. Form này. Ở đây các bạn sẽ nhân bản tiếp cho mình một cái mình sẽ để nó ở sau cái đoạn đây, sau cái đoạn mô tả này. Đấy. Đó là một cái file image như này. Đấy, nó sẽ tương tự như thằng này thôi. Ở đây thì các bạn chuyển cái thằng file này sang bên đoạn này cho mình đi. Đấy. Mình sẽ đẩy nó sang bên này. Tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là mình sẽ sử dụng một đoạn thư viện này, mình sẽ in code thư viện này vào. Đấy này. Nó sẽ bao gồm là một file jQuery này. jQuery có thể là mình đã có rồi. Đây, đây là cái doc của nó nhá. Đây nó sẽ bao gồm là jQuery Bootstrap này, 104 nó 405 này. Đấy, còn đây là Bootstrap file input này. Đây là file input này. jQuery này, đây hai ở đây đây nó đang bị mình đã bị kết hai bản jQuery, mình sẽ có mẹ lại một bản. Đây Bootstrap file input này và cái theme của nó này. Ok. Mình sẽ thử xem thử là nó đã ăn được chưa này. Đấy nó đã ăn được rồi thì ở đây mình cũng sẽ có điều chỉnh chỗ này là một chút là đây cho này mình sẽ album ảnh đấy ok mình sẽ thử này thử chọn ốp lát nhiều ảnh xem nó sẽ như thế nào. Đấy các bạn nhìn thấy nó hiển thị là ok rồi đúng không? Rồi những cái này thì mình sẽ tạm thời mình chẳng không chưa xử lý vội nhá. Đấy mình chỉ làm sao mà để cho nó lên được ảnh. Ok tắt. Tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là cái đoạn xử lý. Đoạn xử lý thì mình sẽ make luôn ở trong này ra. Store room này. It file này, scene file product này. Đây. Mình có một cái function upload file đây rồi thì mình sẽ make nó sang thôi. Đây mình sẽ viết một cái ở đây thì mình sẽ điều chỉnh lại một chút là gì cái bảng lưu của mình là bảng đây mình chưa tạo bảng image để lưu đúng không thì mình quay lại cái phần thiết kế đây product image này nhá thì mình sẽ thiết kế một cái bảng product image. PHP artisan đấy product image có s đi table đấy sau đó mình sẽ tạo luôn một cái model đấy thì ở trong cái bảng này mình sẽ lưu những cái gì tên này tên path là đường dẫn đấy product ID ok thế thôi mình sẽ PHP artisan mình được đây sau khi đặt xong thì
Ở đây mình sẽ lưu là name page này, ở đây là mình sẽ thay bằng product ID này. Đấy. Page path path là file name, ok. Đấy, thì ở đây các bạn check. Đây, ở đây mình sẽ chỉ cần check là nếu mà tồn tại file này ở cái hàm thêm mới store. Đấy, thêm mới. Ở đây thì mình sẽ check là sau khi thêm thêm sản phẩm xong. Đấy. Mà thêm thành công thì bắt đầu mình mới gọi tới hàm create để tạo ảnh. File không có S à? Nó hơi kỳ nhỉ. Đối với cái đoạn update này đến này thì mình sẽ phải gì à, check ở đoạn này đi. Đấy đúng nha, store này, edit này, update này, ok. Đây mình để file không có s à. Ở đây, à đây. Lúc nào mình phải để có S nhưng mà thôi không sao. Đấy. Đây mình sẽ upload ảnh này. Mình chọn. Đây lúc nào nó sẽ hiện cái icon nhưng mà lại nó đang không lưu bị lỗi cái icon thì thôi mình sẽ sửa sau. Đấy, sau khi lưu thành công, ấn lưu thì nó hình nó đang có một cái lỗi gì đấy nhưng bây giờ nó không lưu. Mình sẽ check log này. Table image à. Mình đang để ấy. Mình đang để tên là product image, nó khác với bảng image trước đấy. Ok. Mình sẽ ấn lại. Lưu dữ liệu. Ok, thành công. Thì ở đây các bạn chỉ cần nó đã lưu rồi. Vậy là việc lưu cái ảnh này nó đã thành công nhá. Ở video sau mình sẽ tiến hành thực hiện cái việc là hiển thị ảnh và xóa ảnh. Cảm ơn các bạn.